Kính chào cô bác anh chị và các bạn. Xin giới thiệu với cô bác anh chị và các bạn một cách đuổi muỗi hiệu quả, an toàn và bảo vệ sức khỏe. Đối với những cô bác anh chị, những bà con hay ở trong lô cao su hoặc làm việc trong lô cao su, cạo mũ trong lô cao su thì có ba sự khó chịu cũng như cực khổ và nguy hiểm nhất, đó là thứ nhất là rắn rít, thứ hai mưa gió, và thứ ba có lẽ là muỗi. Muỗi là nỗi khó chịu hàng đầu, bởi vì trong những lô cao su thì có rất là nhiều muỗi, và muỗi thường mang những mầm bệnh sốt rét, và muỗi nó đốt chúng ta như là ong đốt, mặc dù có bận quần áo và che kín nha cô bác anh chị. Và hôm nay chúng tôi chia sẻ cái cách để xua đuổi muỗi. Đối với các anh chị mà bị dị ứng với nhang mũi đó, thường thì các cô bác anh chị hay sử dụng nhang mũi, nhưng đối với các cô bác anh chị mà hay bị dị ứng với nhang mũi á, như là sử dụng nhang mũi sẽ bị khó thở hay là cảm ho, nhức đầu gì đó, hoặc là bị viêm mũi, thì các cô bác anh chị đó không có sử dụng được nhang trừ mũi. Thì hôm nay chúng tôi chia sẻ một cái cách mà để cô bác anh chị có thể đuổi muỗi. Thì nguyên liệu đó là gồm chúng ta hãy chuẩn bị 5-6 cây nhang, và loại nhang thường á nha cô bác anh chị. Nhang thường, và cô bác đừng có sử dụng những cái loại nhang mà nhang thơm, nhang tẩm ướp hóa chất thơm rồi đó. Thì bởi vì những cái cô bác mà hay bị dị ứng á, thì hay bị viêm mũi đâu đó, sử dụng những cái nhang thơm á, cô bác anh chị sẽ rất khó chịu và sẽ rất khó thở, cũng như là nó ảnh hưởng đến sức khỏe. Bởi vì những cô bác mà hay bị viêm mũi á, thì những cái khói nhang đó làm cho cô bác rất là khó chịu. Bởi vậy cô bác hãy sử dụng những cái loại nhang thường á. Nhang thường thì nó rẻ hơn những nhang thơm. Và kế tiếp thì cô bác anh chị chuẩn bị những cái lá xả, mà lá xả phơi khô á, và dài dài hơn chút nha cô bác anh chị, dài hơn chút. Và những cái lá xả mà chúng ta không có ăn nó bỏ đi, cô bác anh chị phơi khô. Xong rồi cô bác anh chị dùng những cái sợi kẽm nhỏ, cô bác anh chị buộc những cái nhang nè, những cái cây nhang và những cái lá xả đó, khoảng 6 cây nhang và khoảng 3 4 cái lá xả phơi khô với nhau. Và xong rồi cô bác anh chị hãy đốt đốt lên. Thì công dụng á, là cái khói của nhang á, nó có thể đuổi muỗi, và cái khói của xả thì nó trong xả thì nó có tinh dầu đuổi muỗi đó cô bác anh chị, nó cũng làm cho khó chịu muỗi và nó sẽ tạo ra rất là nhiều khói, vừa có khói đuổi muỗi và trong khói cũng có cái hương của tinh dầu xả, bởi vì có những cái lá xả kèm theo thì nó sẽ có tác dụng là xua đuổi muỗi 90% của anh chị, và nó sẽ không có làm khó chịu đối với những cái cô bác anh chị mà bị viêm mũi, bị dị ứng với nhang trừ muỗi, thì nó sẽ không có làm gây nên những cái nỗi khó chịu, và nó sẽ bảo vệ sức khỏe và nó lại xua đuổi được muỗi. Thì hôm nay chúng tôi có một cái sáng kiến để đuổi muỗi, để gửi đến những cái cô bác anh chị mà hay bị khó chịu đối với nhang trừ muỗi, và cũng là những cái cách là xua đuổi muỗi một cách thiên nhiên nhất và dễ làm, cũng như là tiết kiệm chi phí và vừa đuổi được muỗi, bảo vệ sức khỏe tuyệt đối cho cô bác anh chị. Thì trên thị trường thì có những cái loại
xua đuổi muỗi như là siêu âm thanh hay là những cái âm thanh đuổi muỗi đó cô bác anh chị, thì nó rất là khó chịu, và những cái tần suất âm thanh đó nó gây ảnh hưởng khó chịu đến đến não của chúng ta đó, thì nó không biết sau về lâu về dài nó có ảnh hưởng như thế nào hay không, nhưng chúng tôi có thử rồi thì rất là khó chịu. Cũng như những cái cách khác thì nó cũng không có hiệu quả. Thì hôm nay chúng tôi sáng kiến ra một cách này để chia sẻ, đặc biệt những với những bà con trong Lô Cô Su đó, thì luôn đối diện với những khó chịu đó là muỗi. Nếu cô bác anh chị thấy video này hữu ích thì cô bác anh chị hãy cho ý kiến và cũng như là bình luận bên dưới video để chúng tôi ngày càng hoàn thiện hơn và phát triển hơn, cũng như là chia sẻ được những cái kiến thức đến cô bác anh chị hơn. Video đến đây thì cũng đã dài rồi. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại cô bác anh chị vào video ngày mai.